Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Kết quả bầu cử cuối cùng ở Georgia sau 3 lần kiểm phiếu. Ông Biden là người chiến thắng lần thứ 3. Theo Sky News, ông Biden vẫn giành chiến thắng ở Georgia với hơn 12.000 phiếu bầu, nhiều hơn ông Trump. Ông Biden là ứng viên Đảng Dân Chủ đầu tiên chiến thắng ở Georgia sau gần 3 thập kỷ. Tổng thư ký Georgia Brett Raffensperger, đảng viên của Đảng Cộng Hòa, nói: "Chúng tôi đã kiểm phiếu hợp lệ lại đến lần thứ 3 và kết quả không thay đổi. Bang Georgia đã tự kiểm phiếu lại lần đầu tiên do kết quả giữa hai ứng viên quá xích sao. Bang này sau đó kiểm phiếu lại hai lần nữa theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump." Được biết hôm 5 tháng 12, ông Trump đã tham gia cuộc vận động ở Georgia, cho rằng mình mới là người chiến thắng ở bang này và khẳng định có gian lận bầu cử. Nhưng 3 lần kiểm phiếu lại ở Georgia, bao gồm cả đếm lại khoảng 5 triệu phiếu bầu bằng tay, đều không phát hiện những sai sót lớn. Hôm 6 tháng 12, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp một lần nữa khẳng định lập trường không triệu tập một phiên họp đặc biệt nhằm lật ngược kết quả bầu cử của bang này, hay chỉ định 16 đại cử tri để bầu cho ông Trump bất chấp kết quả bầu cử. Ông Kemp nói làm như vậy sẽ là vi hiến. Tuyên bố lần thứ 3 về chiến thắng của ông Biden đến sau 2 ngày kể từ khi ông Trump tới tiểu bang này để tổ chức một cuộc meeting cho các ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng Hòa. Nhưng ông dành thời gian của chuyến đi để công kích thống đốc bang vì đã không làm nhiều hơn để hỗ trợ các thách thức pháp lý của ông. Vụ kiện ở Georgia do đồng minh của ông Trump là Sidney Powell nộp được đặt tên là vụ kiện Kraken, sau khi cựu luật sư chiến dịch Trump dọa thả con quái vật biển huyền thoại vào hệ thống bầu cử của bang. Như ông Raffensperger nói, các tuyên bố trong vụ kiện Kraken được minh chứng là hoang đường, giống như sinh vật được đặt tên. Công bố của Georgia được đưa ra một ngày trước thời hạn Hạ viện đưa ra xác nhận chính thức các kết quả đã được từng tiểu bang chứng thực trước đó. Ngày này được biết đến và gọi là ngày bến cảng an toàn, sẽ khiến bất cứ dân biểu nào thách thức về kết quả bầu cử trở nên khó khăn hơn. Ông Biden đã thắng cuộc bầu cử tổng thống với 306 phiếu bầu trong cử tri đoàn, hệ thống mà Hoa Kỳ sử dụng chọn ra tổng thống, so với số phiếu 232 của ông Trump. Đại cử tri sẽ gặp nhau vào ngày 14 tháng 12 để chính thức hóa kết quả. Việc tái chứng nhận là một đòn giáng nữa đối với Tổng thống Donald Trump,
người đã tuyên bố về một cuộc bầu cử gian lận trong tiểu bang và chỉ trích các quan chức bầu cử vì đã không lật ngược kết quả có lợi cho ông. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với tính toàn vẹn bầu cử ở Georgia và trên toàn quốc, ông Raffensperger đã nói trong một tuyên bố như vậy. Người dân Georgia hiện có thể tiến lên phía trước khi biết rằng các phiếu bầu của họ và chỉ các phiếu bầu hợp pháp của họ đã được tính chính xác, công bằng và đáng tin cậy. Trước đó trong ngày, Raffensperger cho biết kết quả sẽ không thay đổi và trực tiếp chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì đã lan truyền sự sai lệch. Cho dù đó là Tổng thống Mỹ hay một ứng cử viên thất bại, thông tin sai lệch liên quan đến tổ chức bầu cử cần bị lên án và bác bỏ. Tính liêm chính là quan trọng. Sự thật là quan trọng, ông Raffensperger nói tại cuộc họp báo. Mặc dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục chống lại kết quả bầu cử, song những thách thức pháp lý để đảo ngược hoặc trì hoãn việc chứng nhận kết quả vẫn tiếp tục thất bại. Ngày 8 tháng 12 là ngày quyết định thành bại của Tổng thống Trump. Ngày 8 tháng 12, tức là ngày hôm nay ở Mỹ, ngày chúng ta ở Việt Nam là 9 tháng 12, là hạn chót để các bang hoàn thành danh sách đại cử tri. Nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử có thể trở nên xa vời hơn sau ngày 8 tháng 12 này, khi các tiểu bang phải giải quyết xong các thách thức pháp lý hậu bầu cử trước ngày đại cử tri đoàn chính thức bỏ phiếu bầu ra tổng thống tiếp theo của Mỹ. Đó là theo tờ USA Today. Ngày 8 tháng 12 đánh dấu thời hạn được gọi là bến cảng an toàn, tiếng Anh là safe harbor. Theo đó, các bang phải hoàn thành danh sách đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống. Rebecca Green, giám đốc chương trình luật bầu cử của trường luật William và Mary, cho biết với mỗi ngày đi qua, đặc biệt khi thời hạn bến cảng an toàn đã trôi qua, khả năng thay đổi kết quả ngày càng trở nên xa vời hơn. Thời hạn bến cảng an toàn được nêu trong đạo luật về số đại cử tri vào năm 1887, rơi vào 6 ngày trước khi cử tri đoàn họp vào ngày 14 tháng 12 để chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống dựa trên số phiếu phổ thông ở mỗi bang. Sau đó, Quốc hội nhóm họp vào ngày 6 tháng Giêng của năm kế tiếp để kiểm phiếu đại cử tri và chứng nhận tổng thống và phó tổng thống chiến thắng. Được biết ông Joe Biden hiện có 306 phiếu đại cử tri, còn ông Donald Trump được 232 phiếu đại cử tri dựa trên chứng nhận kết quả bầu cử của các bang. Khi các đại cử tri từ tất cả 50 tiểu bang và đặc khu Columbia họp vào ngày 14 tháng 12, thông thường họ có nghĩa vụ bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ cam kết ủng hộ. Các phiếu bầu
của các đại cử tri. Sau đó sẽ gửi đến Washington DC trước ngày 23 tháng 12. Và Quốc hội Mỹ sẽ chính thức kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Đó là tin mới nhất ngày hôm nay mà tôi được đọc và được biết. Xin chào tạm biệt các quý vị, các thầy và các bạn. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của tôi.